Đến chào quý vị khán giả đang đến với bản tin toàn cảnh thế giới được cập nhật hàng ngày trên kênh The Seven Post. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung nổi bật ngay sau đây. Chúng tôi xin mời quý khán giả cùng theo dõi. Trong đêm 12 trạng sáng 13 tháng 10, một sự kiện đáng chú ý đã xảy ra tại Nga khi một máy bay vận tải quân sự TU-134 bị đốt cháy tại sân bay quân sự Orenburg 2. Vụ việc này không chỉ gây chú ý vì tính chất nghiêm trọng của nó, mà còn vì nó có thể là dấu hiệu của tình trạng bất ổn nội bộ đang diễn ra trong nước Nga. Theo thông tin từ Cục Tình báo Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, máy bay bị đốt cháy thuộc sở hữu của Trung đoàn Hàng không Vận tải quân sự số 117 thuộc lực lượng vũ trang Nga. Điều đáng chú ý là TU-134 không chỉ là một máy bay vận tải quân sự thông thường, mà còn được sử dụng để vận chuyển các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Nga. TU-134 là một mẫu máy bay có lịch sử lâu đời, được phát triển bởi văn phòng thiết kế Tubolev vào những năm 1960. Ban đầu, nó được thiết kế như một máy bay chở khách cho các chuyến bay ngắn và trung bình với khả năng chở tới 80 hành khách. Chuyến máy bay này đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1963 và bắt đầu được sử dụng cho mục đích thương mại từ năm 1967. Với hai động cơ đặt ở phần đuôi, Tu-134 đã trở thành một trong những máy bay phản lực nổi tiếng nhất thời kỳ đó. Vụ việc này không phải là trường hợp cá biệt. Kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược quy mô lớn vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, đã có nhiều báo cáo về các vụ đốt phá nhắm vào các mục tiêu quân sự ở Nga, bao gồm cả máy bay và trực thăng. Chỉ riêng trong tháng 9 năm nay đã có ít nhất hai vụ việc tương tự được ghi nhận. Vào đêm 11 tháng 9, hai học sinh 13 và 14 tuổi bị cáo buộc đã đốt cháy một trực thăng đa năng Mi-8. Theo báo cáo, họ được hứa hẹn một khoản tiền thưởng 5 triệu rúp, tương đương 2,24 triệu hryvnia cho hành động này. Ngày 21 tháng 9, một trực thăng quân sự Mi-8 khác đã bị đốt cháy tại thành phố Omsk. Một lần nữa, có thông tin cho rằng các học sinh cũng liên quan đến vụ việc này. Sự gia tăng của các vụ tấn công nhắm vào tài sản quân sự ở Nga có thể phản ánh tình trạng bất ổn nội bộ ngày càng tăng trong nước. Điều này có thể là kết quả của sự bất mãn ngày càng tăng đối với cuộc xâm lược Ukraine hoặc có thể là dấu hiệu của các hoạt động phá hoại được tổ chức. Mặc dù các chi tiết cụ thể về vụ đốt cháy máy bay TU-134 vẫn chưa được tiết lộ đầy đủ, sự kiện này chắc chắn sẽ gây lo ngại cho giới chức Nga. Nó không chỉ làm suy yếu khả năng vận tải quân sự của nước này mà còn có thể ảnh hưởng đến tinh thần của quân đội và công chúng. Và khép lại chương trình hôm nay là một mẫu tin thú vị. Một cụ bà 92 tuổi người Trung Quốc, cựu binh từng tham gia chiến tranh Triều Tiên, đã khiến trường bắn Kazakhstan bất ngờ với tài bắn súng. Video cụ lý 92 tuổi người Chiết Giang Trung Quốc trổ tài thiện xã ở Kazakhstan thu hút hơn nửa triệu lượt xem và hàng chục ngàn bình luận trên nền tảng video và mạng xã hội Douyin sau khi được đăng tải vào đầu tháng này. Bà cụ tóc bạc trắng hai tay nắm chắc súng, ngắm bắn từng phát đạn. Cuối cùng, cụ khoe bản hồng tâm với tổng thành tích 97 điểm. Sức khỏe mẹ tôi rất tốt, thích đi chơi và đã đi hơn 60 quốc gia, thậm chí từng nhảy dù, ông Vương con trai của Lý tuần trước cho biết. Năm 2023, cụ bà quen với một sinh viên người Kazakhstan theo học Đại học Vũ Hán. Từ đó, cụ đã hai lần tới Kazakhstan trượt tuyết cưỡi ngựa. Trong lần thứ ba đến quốc gia Trung Á để tham dự lễ cưới cậu sinh viên, cụ bà đã đến trải nghiệm trường bắn đạn thực. Ông Vương tiết lộ, mẹ mình từng là lính thông tin trong lực lượng quân chí nguyện Trung Quốc tham gia chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Thời đó mẹ tôi từng bắn súng nhưng nhiều năm trôi qua, bà không đụng tới súng nữa. Có điều với tư cách là cựu binh, mẹ tôi vẫn nhớ mãi không quên những kỷ niệm về thời chiến và quân đội, ông nói. Khi cụ lý tới trường bắn ở Kazakhstan, ban quản lý không đồng ý để cụ bắn súng thật vì e ngại tuổi tác quá cao. Tuy nhiên sau khi biết cụ là cựu binh, họ đồng ý để cụ sử dụng một khẩu súng cỡ nòng nhỏ với độ giật thấp, trang bị kính ngắm Mắt phải của mẹ tôi bị đột thủy tinh thể, chỉ có thể nhìn bằng mắt trái. Tuy nhiên, bà cụ rất chăm chú và cuối cùng đạt thành tích không tồi, ông Vương nói. Mẹ tôi khiến huấn luyện viên người Kazakhstan kinh ngạc. Trong một động thái đáng chú ý nhằm nâng cao khả năng chiến đấu ban đêm của quân đội Ukraine, Quỹ từ thiện Sohy Britula, cộng đồng Sohy Stanenko và ngân hàng Monobank đã phối hợp trao tặng 500 thiết bị quan sát đêm cho lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine. Thông tin này được chính thức công bố bởi bộ phận truyền thông của quỹ từ thiện Sahibritola. Theo báo cáo, lực lượng tác chiến đặc biệt đã nhận được các thiết bị quan sát đêm Armadale PVS-14 thuộc thế hệ thứ ba được tài trợ trong khuôn khổ dự án mang tên ác mộng. Đại diện quỹ nhấn mạnh: đối với lực lượng tác chiến đặc biệt, những thiết bị này là công cụ hỗ trợ vô cùng quý giá, cung cấp hình ảnh rõ nét ngay cả trong bóng tối hoàn toàn. Đây là tính năng cực kỳ hữu ích cho các hoạt động ban đêm, hỗ trợ đắc lực trong cả công tác trinh sát lẫn tấn công. Quỹ cũng thông báo rằng, lô hàng tiếp theo gồm 500 thiết bị quan sát đêm sẽ sớm được chuyển đến cho thủy quân lục chiến và lực lượng đổ bộ đường không. Họ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các nhà tài trợ lớn vì những đóng góp quan trọng trong chiến dịch gây quỹ này. PVS-14 là một thiết bị quan sát đêm đơn mắt có thể đeo được, được phát triển bởi tập đoàn ITT của Mỹ và bắt đầu sản xuất hàng loạt vào những năm 2000. Đây là mẫu thiết bị quân sự thuần túy được phát triển cho quân đội Mỹ và vẫn đang được sử dụng đến ngày nay. Thiết bị có thể hoạt động ở cả chế độ thụ động và chủ động với khả năng phát hiện và nhận diện con người ở khoảng cách lần lượt 350 và 300 mét. PVS-14 có độ nhạy và độ phân giải cao cho phép người sử dụng nhìn thấy rõ ràng ở khoảng cách xa trong bóng tối. Thiết bị nhỏ gọn và có thiết kế đơn giản, dễ thích ứng. Thời gian hoạt động trên một lần sạc lên đến 40 giờ. ANPVS 14 có thể được gắn trên mũ bảo hiểm hoặc trên vũ khí, tuy nhiên không thể sử dụng như một kính ngắm độc lập. Các tình nguyện viên cho biết, những thiết bị này sẽ giúp quân đội thực hiện các hoạt động tấn công, trinh sát, phá hoại và do thám vào ban đêm. Chúng cũng có thể được sử dụng như ống nhòm đơn và cũng có thể gắn vào mũ bảo hiểm, mang lại khả năng di động và thoải mái tuyệt vời trong điều kiện chiến đấu. Việc trang bị những thiết bị quan sát đêm tiên tiến này cho lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine không chỉ nâng cao đáng kể khả năng tác chiến ban đêm của họ, mà còn thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng và các tổ chức tư nhân đối với nỗ lực quốc phòng của Ukraine trong cuộc xung đột hiện tại. Trong một diễn biến mới nhất từ cuộc chiến Nga-Ukraine, lực lượng quân đội Ukraine đã thực hiện một cuộc phục kích thành công, đánh bại một đoàn xe cơ giới của Nga đang tiến vào vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát thuộc tỉnh Kursk. Thông tin này được nhà báo Yuri Butusov công bố kèm theo đoạn video ghi lại sự kiện. Theo báo cáo, đoàn xe Nga đang tiến quân trên cánh trái của nhóm quân Ukraine thì bất ngờ rơi vào ổ phục kích. Cuộc tấn công bằng hóa lực xe tăng đã nhanh chóng ngăn chặn và vô hiệu hóa đoàn xe. Kết quả của cuộc tấn công này là việc phá hủy một loạt phương tiện quân sự quan trọng của Nga, bao gồm một xe bọc thép VPK Uran, một xe bọc thép chở quân BTR-80, một xe UAZ-452 và một xe tăng được trang bị thiết bị phá mìn. Vị trí của cuộc phục kích được xác định nằm trên tuyến đường Rusko-Kodenevo-Susa, cách Ongovka 5 km về phía nam. Đoàn xe Nga đang hướng tới các khu định cư Yelinoi, Sliak và Novoivanovka nhằm mở rộng đột phá vào tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine. Dự án phân tích Tripstay của Ukraine đã báo cáo về việc quân đội Nga tiến quân theo hướng các khu định cư nói trên. Các nhà phân tích của dự án nhấn mạnh, đây là một ngày cực kỳ khó khăn trong khu vực Novoi vanivka với pháo binh và máy bay không người lái phải tham gia chiến đấu gần đây địch đã tập trung một lượng lớn thiết bị và nhân lực mặc dù các nỗ lực ban đầu của họ đã đạt được một số thành công chiến thuật gần snagos cuối cùng họ đã bị chặn đứng hoàn toàn sự thành công ban đầu trong cuộc tấn công của quân xâm lược được cho là do họ đã tập trung được một lực lượng mạnh trong khu vực cũng như do mức độ phối hợp giữa các đơn vị ukraine còn hạn chế điều này một phần là do việc huy động nhiều đơn vị cấp đại đội và tiểu đoàn từ các lữ đoàn khác nhau tham gia vào chiến dịch Kursk ảnh hưởng tiêu cực đến việc tổ chức phòng thủ. Theo thông tin từ kênh Telegram chính thức của cơ quan an ninh Ukraine SBU, lực lượng an ninh nước này vừa bắt giữ thành công hai gián điệp nga đang cố gắng lắp đặt thiết bị theo dõi gần một cơ sở quân sự quan trọng. Cuộc điều tra sơ bộ cho thấy những kẻ này đã tham gia vào việc điều chỉnh các cuộc tấn công của Nga nhắm vào các tỉnh Sumy và Bontava. SBU nhấn mạnh rằng hoạt động bất hợp pháp của các gián điệp này đã cho phép quân đội Nga theo dõi trực tuyến hậu quả của các cuộc tấn công và điều chỉnh các đợt tấn công bằng hỏa tiễn và phi cơ không người lái tiếp theo. Mục tiêu chính của các gián điệp Nga là các phi trường quân sự của lực lượng phòng vệ Ukraine cùng với các nhà máy nhiệt điện và các cơ sở quan trọng khác. Phương thức hoạt động của các gián điệp này là xác định vị trí các mục tiêu, sau đó lắp đặt điện thoại di động có khả năng phát trực tuyến tại những địa điểm đó. Để tăng hiệu quả hoạt động của các thiết bị này, chúng còn kết nối thêm pin dự phòng. Các gián điệp Nga đã bị bắt quả tang khi đang lắp đặt thiết bị do thám gần một cơ sở quân sự. Vụ bắt giữ này một lần nữa cho thấy mối đe dọa nghiêm trọng từ hoạt động gián điệp của Nga tại Ukraine. Trước đó, tại thành phố Dnipro, một trưởng bảo vệ của doanh nghiệp... Uh, nè, Trước đó, tại thành phố Dnipro, một trưởng bảo vệ của một doanh nghiệp địa phương đã bị phát hiện đang cung cấp thông tin để dẫn đường cho hỏa tiễn Nga tấn công vào thành phố và khu vực xung quanh. Tại Kharkiv, một người đàn ông đã bị bắt vì đăng các bài viết trên mạng xã hội tuyên bố đây là một thành phố Nga và phủ nhận sự xâm lược quân sự của Liên bang Nga. Những vụ việc này cho thấy một mạng lưới gián điệp của Nga tại Ukraine vẫn đang hoạt động mạnh mẽ, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia Ukraine. Chúng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì cảnh giác cao độ và tăng cường các biện pháp chống gián điệp trên toàn Ukraine. Cơ quan an ninh Ukraine tiếp tục kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác và báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào cho cơ quan chức năng. Đồng thời, việc tăng cường an ninh tại các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng cũng đang được đẩy mạnh nhằm ngăn chặn các hoạt động gián điệp tương tự trong tương lai. Theo thông tin từ hãng tin NTV, Giám đốc Cơ quan Tình báo Liên bang Đức BND Bruno Kahl vừa đưa ra một cảnh báo nghiêm trọng về khả năng Liên bang Nga mở cuộc tấn công vào lãnh thổ Đức trong tương lai gần. Phát biểu trước Ủy ban Kiểm soát Nghị viện của Quốc hội Đức Bundestag, ông Karl nhấn mạnh nguy cơ quân đội Nga có thể tiến hành cuộc xâm lược Đức trước năm 2030, tức là trong vòng 5 đến 6 năm tới. Giám đốc BND Bruno Kahn chỉ ra rằng mối đe dọa này không chỉ giới hạn ở nước Đức mà còn nhắm vào các quốc gia thành viên khác của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ông dự đoán quân đội nga sẽ có đủ khả năng tấn công nato chậm nhất là vào cuối thập kỷ này theo ông korn moscow hiện xem phương tây nói chung và đức nói riêng là kẻ thù ông nhấn mạnh chúng ta đang trong tình trạng đối đầu trực tiếp với nga đáng chú ý vị giám đốc tình báo đức còn chỉ ra rằng tham vọng của tổng thống nga vladimir putin không chỉ dừng lại ở việc chiếm đóng ukraine thay vào đó nhà lãnh đạo điện kremlin đang nhắm tới mục tiêu lớn hơn nhiều đó là thiết lập lại một trật tự thế giới mới theo ý đồ của moscow những nhận định của giám đốc bnd bruno kong không chỉ là tiếng nói đơn độc nhiều quan chức cấp cao khác của châu âu trong đó có bộ trưởng quốc phòng đức boris pistorius cũng chia sẻ những lo ngại tương tự về mối đe dọa từ nga Trước đó không lâu, Bộ Quốc phòng Thụy Điển cũng đã đưa ra cảnh báo về khả năng Nga tấn công và chỉ ra mục tiêu chính của quốc gia gây hấn này trong khu vực. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ngày càng leo thang, Phần Lan và Estonia, hai quốc gia kiểm soát Vịnh Phần Lan, đang tích cực phát triển kế hoạch phối hợp nhằm phong tỏa hạm đội Nga ở biển Baltic trong trường hợp xảy ra tình huống cực đoan. Động thái này cho thấy các nước Baltic đang chủ động chuẩn bị để đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra từ phía Nga. Những cảnh báo và hành động trên phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng của các nước châu Âu trước thái độ hiếu chiến của Nga. Điều này cũng đặt ra câu hỏi về khả năng răng đe và phản ứng của NATO trước các mối đe dọa tiềm tàng trong tương lai. Nhiều chuyên gia quân sự và nhà phân tích cho rằng NATO cần tăng cường hơn nữa năng lực phòng thủ tập thể và củng cố sự đoàn kết giữa các nước thành viên để đối phó với những thách thức an ninh mới. Cuộc xâm lược Ukraine của Nga vào tháng 2 năm 2022 đã làm dấy lên nhiều lo ngại về an ninh tại châu Âu. Các nước phương Tây đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Moscow, đồng thời tăng cường viện trợ quân sự cho Kiev. Tuy nhiên, cuộc chiến vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc và tiềm ẩn nguy cơ leo thang thành một cuộc chiến rộng lớn hơn. Trong bối cảnh này, lời cảnh báo của giám đốc BND Bruno Kahn càng trở nên đáng quan ngại. Nó cho thấy, ngay cả khi cuộc chiến ở Ukraine kết thúc, mối đe dọa từ Nga đối với an ninh châu Âu vẫn còn đó và có thể còn gia tăng trong những năm tới. Trong dịp lễ Yom Kippur vừa qua, Hezbollah đã liên tục phóng hỏa tiễn và máy bay không người lái vào lãnh thổ Israel trong suốt cuối tuần. Đáng chú ý, một bệnh viện dưỡng lão ở thành phố ven biển Herzliya đã bị UAV tấn công vào tối thứ Sáu, gây thiệt hại về vật chất nhưng may mắn không có thương vong. Quân đội Israel cho biết đã theo dõi hai UAV ngay khi chúng vượt biên giới và đã bắn hạ được một chiếc, trong khi chiếc còn lại đã tấn công thành công mục tiêu. Đồng thời, Israel tiếp tục mở rộng chiến dịch quân sự ở miền Nam Liban, ra lệnh di tản thêm 22 ngôi làng về phía bắc sông Awali. Phát ngôn viên tiếng Ả Rập của quân đội Israel Avijay Arai đã cảnh báo cư dân miền Nam Liban không trở về nhà khi quân đội đang tấn công các vị trí của Hezbollah trong khu vực. Ông cũng kêu gọi nhân viên y tế tránh sử dụng xe cứu thương vì Hezbollah được cho là đang lợi dụng những phương tiện này. Tuy nhiên, Israel đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích quốc tế ngày càng tăng sau khi một cuộc tấn công của họ đã gây thương tích cho hai nhân viên gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Nam Liên bang. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu Israel tuyệt đối phải ngừng bắn vào các vị trí của Liên Hợp Quốc. Pháp, Ý và Tây Ban Nha cũng lên án vụ việc, gọi đó là không thể biện minh và kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố ưu tiên hàng đầu của họ là đánh bại kẻ thù và buộc họ phải ngừng xâm lược, nhưng cũng để ngỏ khả năng đàm phán. Mohamed Avib, người đứng đầu văn phòng truyền thông của Hezbollah, cảnh báo rằng Tel Aviv chỉ là khởi đầu, Israel mới chỉ thấy rất ít. Đặc phái viên Mỹ tại Liban Amos Hostel cho biết Hoa Kỳ đang nỗ lực không ngừng nghỉ để đạt được lệnh ngừng bắn ở Liban. Ông cũng bày tỏ quan ngại về chiến dịch ném bom của Israel vào các khu vực đông dân cư ở Beirut và kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công này. Tuy nhiên, Israel vẫn tiếp tục các cuộc không kích nhằm vào lãnh đạo và kho vũ khí của Hezbollah ở Beirut. Theo các quan sát viên, nhiều vụ nổ thứ cấp sau các cuộc tấn công dường như xác nhận sự hiện diện của vũ khí tại các mục tiêu này, mặc dù Hezbollah phủ nhận việc cất giấu vũ khí ở khu vực ngoại ô phía nam Beirut. Tình hình căng thẳng cũng gây ra thương vong cho dân thường, một công dân nước ngoài 27 tuổi người Thái Lan đã thiệt mạng và một người khác bị thương khi vật liệu nổ chưa phát nổ bất ngờ phát nổ tại một vườn cây ăn quả ở miền Bắc Israel. Các quan chức an ninh nghi ngờ đây là đạn dược do Hezbollah bắn trước đó. Cuộc xung đột này đã kéo dài từ ngày 8 tháng 10 với Hezbollah tuyên bố tấn công Israel để ủng hộ Gaza trong cuộc chiến đang diễn ra. Israel đã cảnh báo trong nhiều tháng rằng họ sẽ hành động nếu không tìm được giải pháp ngoại giao và gần đây đã tăng cường đáng kể các cuộc tấn công cùng với một chiến dịch tấn công trên bộ nhằm lại bỏ mối đe dọa từ Hezbollah ở khu vực biên giới. Thưa quý vị, Ngày 13 tháng 10, tập đoàn công nghệ khai phá không gian SpaceX của Mỹ đã đạt được một bước tiến mới trong nỗ lực phát triển các loại tên lửa tái sử dụng. Theo đó, lần đầu tiên trong lịch sử, SpaceX đã bắt lại thành công tên lửa đẩy Super Heavy, tầng đầu tiên của tổ hợp Starship khi thành công đưa tầng này quay trở lại bệ phóng trong buổi phóng thử nghiệm diễn ra cùng ngày. Những hình ảnh được phát trực tiếp về buổi phóng thử của SpaceX ở Texas cho thấy, tên lửa đẩy Super Heavy đã được phóng lên cùng với tàu vũ trụ Starship. Sau vài phút đã quay trở lại bệ phóng với một quy trình kiểm soát hoàn hảo, được đôi cánh tay cơ khí khổng lồ có tên gọi là Mechazilla vươn ra từ tháp phóng đỡ lấy và hạ xuống một cách chậm rãi. Một người phát ngôn của CBS khẳng định đây là khoảnh khắc đi vào lịch sử ngành nghiên cứu kỹ thuật khi tháp phóng đã bắt chính xác tên lửa đẩy. Sự kiện phóng thử diễn ra vào lúc 7 giờ 25 sáng ngày 13 tháng 10 giờ Mỹ, tức 19 giờ 25 giờ Việt Nam trong thời tiết quang đẳng trong khi tên lửa đẩy quay trở lại bệ phóng, tầng trên của Starship dự kiến sẽ hạ cánh xuống Ấn Độ Dương trong khoảng một tiếng sau đó. SpaceX cho biết, các kỹ sư của hãng đã dành nhiều năm để chuẩn bị và nhiều tháng để thử nghiệm cho nỗ lực bắt tên lửa đẩy. Các kỹ thuật viên dành hàng chục ngàn giờ để xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm tối đa hóa cơ hội thành công. SpaceX đặt mục tiêu bằng mọi cách phải đưa tên lửa đẩy Super Heavy trở lại nếu không bắt thành công. Theo đó, nếu các điều kiện không được đáp ứng, tên lửa đẩy sẽ được chuyển hướng để hạ cánh xuống Vịnh Mexico, giống như trong các cuộc thử nghiệm trước đây. Tổ hợp Starship với kích thước khổng lồ, cao 121 m với hai tầng kết hợp. Tầng 1 là tên lửa đẩy Super Heavy cao khoảng 70 m, tương đương tòa nhà 20 tầng, tạo ra lực đẩy 74,3 mega Newton, mạnh gấp khoảng 2 lần so với tên lửa Saturn V được sử dụng trong các sứ mệnh Apollo tầng còn lại là tàu vũ trụ Starship, nguyên mẫu tàu vũ trụ mà tỷ phú Elon Musk hy vọng một ngày nào đó sẽ đưa con người lên sao hỏa. NASA cũng đang háo hức chờ đợi một phiên bản Starship được cải tiến để hoạt động như một phương tiện hạ cánh cho các chuyến bay có người lái trên mặt trăng theo chương trình Artemis vào cuối thập niên này. Trong chuyến thử nghiệm hồi tháng 6, SpaceX đã cho tàu vũ trụ Starship hạ cánh thành công. Đến với chính trường Mỹ, nơi đang sôi động hơn bao giờ hết trước thềm cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây. Được biết, số lượng cử tri dân chủ đăng ký bỏ phiếu giảm ở ba tiểu bang chiến trường, dấu hiệu đáng lo ngại với bà Harris khi cuộc bầu cử cận kề. Trong số 7 tiểu bang chiến trường quan trọng trong bầu cử tổng thống Mỹ năm nay, ba tiểu bang là Georgia, Michigan và Wisconsin không đăng ký cử tri theo đảng phái. Tại 4 tiểu bang còn lại, cử tri đăng ký đi bỏ phiếu theo đảng mà mình ủng hộ dữ liệu đăng ký bầu cử cho thấy ưu thế về số lượng cử tri đăng ký của đảng dân chủ so với đảng cộng hòa đã giảm ở ba tiểu bang chiến trường pennsylvania bắc carolina và nevada trong khi đó tại tiểu bang chiến trường arizona đảng cộng hòa đang dựng trước về số cử tri đăng ký với cách biệt đáng kể Berwood Yost, giám đốc trung tâm nghiên cứu dư luận thuộc Đại học Franklin and Marshall ở Pennsylvania ngày 13 tháng 10 cho biết cử tri dân chủ ở tiểu bang này năm nay giảm khoảng 300.000 người so với năm 2024. Cử tri Cộng hòa tăng khoảng 70.000 người, còn nhóm cử tri độc lập tăng khoảng 83.000 đến 85.000. Xu hướng này cho thấy nhiều người từng ủng hộ đảng Dân chủ đã đăng ký làm cử tri độc lập hoặc không đăng ký bỏ phiếu. Theo ông, tỷ lệ cử tri đảng Dân Chủ đăng ký bỏ phiếu giảm ở một số khu vực của Pennsylvania do thất vọng với đảng đang nắm quyền. Mọi người thực sự có cảm giác tiêu cực về nhiệm kỳ tổng thống của ông Joe Biden, Josh nói thêm. Đúng vậy, đó là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm và đảng Dân Chủ đang nỗ lực khắc phục. Josh cho hay, việc giảm số lượng cử tri đảng Dân Chủ đăng ký để bỏ phiếu là thách thức với phó tổng thống Kamala Harris ở các hạt giao động như Erie, Northampton và Bucks, cũng như vùng nông thôn. Chúng tôi đã biết năm nay sẽ là cuộc đua gây cứng, ông nhấn mạnh. Phân tích của Hill Decision Desk về các cuộc thăm dò gần đây ở Pennsylvania cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump một điểm phần trăm, song khả năng chiến thắng của hai ứng cử viên là như nhau. Theo David Paleologos, giám đốc trung tâm nghiên cứu chính trị tại Đại học Suffolk ở Boston, bang Massachusetts, số cử tri đăng ký của đảng Dân Chủ ở Pennsylvania cao hơn đảng Cộng Hòa khoảng 666.000 người vào năm 2020, nhưng trên lệch hiện nay còn khoảng 354.000. Ưu thế về số lượng cử tri đăng ký của đảng Dân Chủ ở Bắc Carolina cũng giảm từ hơn 393.000 năm 2020 xuống khoảng hơn 130.000 năm 2024. Năm 2020, đảng Dân Chủ dẫn trước đảng Cộng Hòa về số lượng cử tri đăng ký đi bỏ phiếu, song Trump vẫn thắng tại bang này. Hiện lợi thế của đảng Dân Chủ đã giảm 2 phần 3, Paleologos nói. Hill Decision Desk dự đoán ông Trump có 64% cơ hội chiến thắng ở Bắc Carolina. Các chiến lược gia đảng Dương Chủ ở Pennsylvania và Bắc Carolina thừa nhận lợi thế về số lượng cử tri đăng ký của đảng đã bị suy giảm sau khi ông Biden thắng ở Pennsylvania và thua xích sao ở Bắc Carolina năm 2020. Tại Nevada, Paleologos cho biết lợi thế dẫn trước về số lượng cử tri đã đăng ký của đảng Dương Chủ đã giảm từ 79.000 vào năm 2020 xuống 29.000 vào năm 2024. Theo John Ralston, nhà bình luận chính trị hàng đầu tại Nevada, lợi thế về số lượng cử tri của đảng Dân Chủ đã giảm từ 5 điểm phần trăm năm 2020 còn 1 điểm trong bầu cử năm nay. Không phải vì đảng Cộng Hòa tăng thêm cử tri, chỉ là họ mất ít cử tri hơn giữa xu hướng nhiều người chuyển sang đăng ký làm cử tri độc lập. Tuy nhiên, đó vẫn là điều đáng lo ngại đối với đảng Dân Chủ, ông cho hay. Tại Arizona, số lượng cử tri đăng ký của Đảng Cộng hòa tăng lên có thể khiến bà Harris khó giành chiến thắng ở bang chiến trường này như Tổng thống Biden đã làm được hồi năm 2020. Các cuộc khảo sát trên toàn quốc cho thấy hai ứng viên đang bám đuổi sát sao ở bảy tiểu bang chiến trường. Theo kết quả khảo sát mới nhất của NBC được công bố ngày 13 tháng 10, tỷ lệ ủng hộ của cả hai ứng viên trên toàn quốc bằng nhau, đều 48%. Trong bối cảnh địa chính trị phức tạp tại khu vực Sahel, một diễn biến mới đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Theo báo cáo gần đây, các lực lượng nổi dậy ở miền Bắc Mali đã bắt đầu sử dụng máy bay không người lái UAV do Ukraine sản xuất trong cuộc đấu tranh của họ. Sự hợp tác này được cho là bắt đầu từ đầu năm 2024 đã tạo ra những tác động đáng kể đến tình hình an ninh trong khu vực. Theo thông tin từ tờ báo Pháp Le Monde, Ukraine đang cung cấp cho các lực lượng nổi dậy sự hỗ trợ kiềm chế nhưng kiên quyết. Cụ thể, từ mùa hè năm nay, nhóm nổi dậy Khadri Strategic Permanent CSP đã tích cực sử dụng UAV Ukraine trong các cuộc tấn công chống lại quân đội Mali và lực lượng Wagner của Nga. Một ví dụ điển hình về hiệu quả của chiến thuật này là cuộc tấn công vào đầu tháng 10 nhắm vào trại của tập đoàn Wagner ở Gudam gần Timbuktu. Theo các nguồn tin, ít nhất 9 thành viên của Wagner đã thiệt mạng trong vụ tấn công này sự kiện này không chỉ thể hiện khả năng tác chiến ngày càng tăng của lực lượng nổi dậy mà còn làm dấy lên lo ngại về sự leo thang xung đột trong khu vực nguồn tin từ cơ quan tình báo ukraine tiết lộ rằng một nhóm lớn các huấn luyện viên ukraine hiện đang có mặt tại khu vực sahel để đào tạo các lực lượng nổi dậy về cách sử dụng uav điều này cho thấy mức độ cam kết đáng kể của ukraine trong việc hỗ trợ các lực lượng đối lập tại mali Tuy nhiên, các lực lượng nổi dậy CSP lại tuyên bố rằng các UAV này không phải có nguồn gốc từ Ukraine mà được mua từ thị trường vũ khí chợ đen ở Libya. Điều này có thể được xem như một nỗ lực nhằm che giấu mối liên hệ trực tiếp với Ukraine và tránh các hậu quả ngoại giao tiềm tàng. Mặc dù các chuyên gia nhận định rằng những UAV này khá đơn giản và có thể không tạo ra bước ngoặt quyết định trong cuộc xung đột, chúng vẫn được đánh giá là hiệu quả trong việc đối phó với các nhóm lực lượng nhỏ như Wagner. Thông thường, các lực lượng nổi dậy sử dụng UAV để trinh sát trước khi tiến hành tấn công trên mặt đất. Sự xuất hiện của UAV Ukraine trong xung đột Mali đã dẫn đến những hậu quả ngoại giao đáng kể. Cả Niger và Mali đều cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine sau khi lực lượng nổi dậy Turek đánh bại các lực lượng Wagner và quân đội Mali. Điều này cho thấy tác động sâu rộng của cuộc xung đột này đối với quan hệ quốc tế trong khu vực. Tình hình này càng trở nên phức tạp hơn khi các nguồn tin từ phía Nga thừa nhận rằng chỉ trong một ngày, 84 thành viên Wagner và 47 binh sĩ Mali đã bị tiêu diệt. Con số này nếu được xác nhận sẽ là một tổn thất đáng kể đối với các lực lượng đang hoạt động tại Mali. Diễn biến này không chỉ làm thay đổi cục diện chiến trường tại Mali mà còn có thể ảnh hưởng đến cân bằng quyền lực trong khu vực Sahel, nói riêng và châu Phi nói chung. Sự can thiệp gián tiếp của Ukraine thông qua việc cung cấp UAV và huấn luyện có thể được xem như một bước đi chiến lược nhằm mở rộng ảnh hưởng và đối trọng với sự hiện diện của Nga tại châu Phi. Trong một tuyên bố gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về việc Liên bang Nga đang thực sự lôi kéo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vào cuộc chiến toàn diện Nga-Ukraine. Thông tin này được đưa ra sau một cuộc họp quan trọng của Bộ Tham mưu, trong đó các cơ quan tình báo Ukraine đã trình bày chi tiết về ý đồ của Nga trong mùa thu và mùa đông sắp tới. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, tôi đã chủ trì một cuộc họp của Bộ Tham mưu, trong đó có nhiều vấn đề được thảo luận. Một trong những điểm quan trọng nhất là báo cáo từ các cơ quan tình báo, cơ quan tình báo đối ngoại và tình báo quốc phòng Ukraine về ý đồ của Nga trong mùa thu và mùa đông. Mọi thông tin đều rất chi tiết, bao gồm cả việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thực sự tham gia vào cuộc chiến. Ngoài ra, chúng tôi cũng thảo luận về mối quan hệ của Nga với một số quốc gia khác, những nước mà đáng tiếc đang đầu tư vào việc kéo dài cuộc chiến. Sau cuộc họp, Tổng thống Zelensky đã đưa ra các nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng phòng vệ Ukraine, chính phủ và các nhà ngoại giao, ông khẳng định rằng phản ứng của Ukraine sẽ mạnh mẽ và cứng rắn khi cần thiết để bảo vệ đất nước. Đồng thời, Ukraine sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các quốc gia đối tác để bảo đảm rằng ý đồ của Nga không thể thành hiện thực. Về sự hiện diện của quân đội Triều Tiên tại Ukraine, Tổng thống Zelensky xác nhận rằng việc chuyển giao nhân sự quân sự từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cho lực lượng vũ trang Nga đang diễn ra. Ông cho biết, sự hỗ trợ quân sự từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên không chỉ giới hạn ở việc chuyển giao vũ khí, bao gồm cả hỏa tiễn đạn đạo và đạn dược, mà còn mở rộng đến việc cung cấp nhân sự quân sự và chuyên gia. Theo báo cáo từ The Guardian, sự hiện diện ban đầu của các chuyên gia Triều Tiên liên quan đến việc điều chỉnh hỏa tiễn đạn đạo KN-23, một loại vũ khí mà Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang chuyển giao cho Nga trong khuôn khổ hợp tác quân sự. Ngoài ra, một số lượng nhỏ kỹ sư Triều Tiên cũng được cử đến Donbass để bảo trì đạn dược. Andriy Kovalenko, trưởng Trung tâm Chống thông tin sai lệch thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine cho biết, các kỹ sư Triều Tiên đang ghi nhận các khiếm khuyết của đạn dược và giám sát việc sử dụng chúng bởi quân đội Nga. Theo ông Kovalenko, những binh sĩ này đi kèm với các lô hàng, ghi lại các lỗi và theo dõi việc sử dụng đạn dược của quân đội Nga. Bên cạnh đó, các xe bọc thép chở quân bánh xích YPR-765 của Ukraine, vốn được sản xuất tại Hà Lan, đã được trang bị mô đun chiến đấu tiên tiến từ công ty electro optics System EOS của Australia – Thông tin này được rút ra từ đoạn video của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 100 được chia sẻ bởi người dùng X có tên Jeff2146. Đoạn phim cho thấy một xe bọc thép YPR-765 được trang bị súng phóng lựu tự động 40 ly, được lắp đặt trong mô đun EOS R400. Việc tích hợp mô đun chiến đấu với súng phóng lựu tự động đã nâng cao đáng kể khả năng hỗ trợ bộ binh và các phương tiện khác của xe bọc thép. Đặc biệt, hệ thống này cho phép kiếp xe tác chiến hiệu quả với các mục tiêu trong khi vẫn được bảo vệ bởi thân xe, tăng cường đáng kể an toàn cho binh sĩ. Militani đã đưa tin về đơn đặt hàng các mô đun từ Electro Optic System để đáp ứng nhu cầu của lực lượng phòng vệ Ukraine từ tháng 4 năm 2023. Khi đó, đơn hàng bao gồm 50 mô đun cùng với phụ tùng và đạn dược. Hợp đồng trị giá 41 triệu Mỹ Kim dự kiến sẽ được hoàn thành trong giai đoạn 2023-2024. Ngoài việc mua trực tiếp, các mô đun chiến đấu của Australia cũng được cung cấp cho kho vũ khí Ukraine như một phần của viện trợ quân sự từ các quốc gia đối tác. Bên cạnh EOS R-400, lực lượng phòng vệ Ukraine còn sử dụng các mô đun phòng không Slinger từ cùng công ty. Electro-Optic System mô tả các mô đun chiến đấu IOS như những hệ thống được thiết kế để cung cấp độ chính xác cao hơn trong mọi điều kiện, đồng thời bảo đảm an toàn cho kiếp xe công ty cung cấp nhiều mô đun chiến đấu với các cấu hình vũ khí khác nhau. Nhờ thiết kế siêu nhẹ, chúng có thể được lắp đặt trên nhiều loại xe và nền tảng khác nhau, kể cả phương tiện hàng nhẹ. Mô đun chiến đấu EOS R400 nổi tiếng có thể được trang bị súng máy hàng nhẹ, súng máy 12,7 ly, súng phóng lựu tự động 40 ly hoặc pháo hàng nhẹ ATK M230 LF 30 ly. Nó được trang bị kính ngắm nhiệt với khả năng phát hiện mục tiêu lên đến 5 km. Công ty cũng cung cấp phiên bản nặng hơn là EOS R800, được trang bị pháo tự động Bushmaster MK44 30 mm Mô đun này được coi là hệ thống dành cho các phương tiện chiến đấu bánh lốp và bánh xích hạng nặng. Theo nhà sản xuất, mô đun này nhẹ hơn 3 lần so với các đối thủ cạnh tranh và cung cấp hỏa lực chính xác cao. Ngoài pháo, mô đun chiến đấu còn có thể tích hợp súng máy hạng nhẹ cỡ 7,62 và hỏa tiễn chống tăng có điều khiển Javelin. Tyre, thành phố lớn thứ tư Liên bang, trở thành đô thị hoang vắng sau vài tuần Israel tiến hành chiến dịch không kích khi hầu hết người dân đã di tản. Lúc tiêm kích Israel gồm thét trên bầu trời Tyre, dội bom vào các vùng ven biển bên dưới, thành phố lớn thứ tư Liên bang còn rất ít người qua lại. Các chung cư lác đác vài căn hộ sáng đèn, các cửa hàng trên phố đóng kín ván gỗ. Tire từng là cảng biển lớn của người Phoenicia từ khoảng năm 2000 trước công nguyên đến thời kỳ La Mã, được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1984. Hầu hết cư dân Tire cách biên giới Israel gần 20 km đã di tản khi quân đội Israel IDF đẩy mạnh cường độ không kích. Ngoài đường, cho hoang lang thang khắp nơi, rác thải chất thành những đống lớn nơi góc phố. Chỉ còn lại những cư dân kiên quyết bám trụ ở Tire là những y bác sĩ trong các bệnh viện cùng tình nguyện viên lực lượng phòng vệ dân sự. Ngoài ra còn có nhiều cư dân lớn tuổi, họ tin rằng nếu sắp chết thì chết ở đâu cũng không quan trọng, Hassan de Buk, thị trưởng Tire nói. Trước đó, vào ngày 7 tháng 10, IDF đã phát cảnh báo yêu cầu người dân tránh xa phần lớn diện tích ven địa trung hải của Liban, trải dài từ thành phố Sidon đến Tire ở sát biên giới. Vào thời điểm IDF phát cảnh báo, một cuộc không kích của Israel đã đánh trúng tòa nhà ven biển ở Tire. Mảnh bom rơi xuống bãi biển khiến Tala Taha, thợ cắt tóc 60 tuổi, thiệt mạng. Trước xung đột, Ti ra có hơn 125.000 dân, hiện không rõ còn bao nhiêu gia đình ở lại. Một bác sĩ địa phương ước tính còn 40 đến 50 gia đình bám trụ tại thành phố. Còn lại rất ít, rất ít người, quan chức một quận nói. Xa lộ là cửa ngõ vào thành phố vắng tanh, hai bên đường là đúng đổ nát, mặt đường có hố bom lớn. Trụ sở của lực lượng phòng vệ dân sự của thành phố không một bóng người, cửa mở toàn. Các bệnh viện của Tira phải vật lộn xử lý tình trạng hỗn loạn suốt 3 tuần qua. Hồi tháng 9, bệnh viện Hiram phải đột ngột tiếp nhận 200 bệnh nhân chỉ trong 5 phút sau hai vụ nổ loạt thiết bị liên lạc. Khi IDF đẩy mạnh chiến dịch không kích, chúng tôi tiếp nhận 40 đến 50 bệnh nhân mỗi ngày, gồm phụ nữ, đàn ông, thanh niên trẻ em, bác sĩ Farah nói. Thành viên Hezbollah không phải là những người xa lạ đến từ quốc gia khác, họ sống ở đây nên để giết một thành viên, các cuộc không kích đã khiến rất nhiều thường dân thương vong. Vài ngày trước, một cuộc khung kích đã phá hủy một tòa nhà gần lối vào phòng cấp cứu Bệnh viện Hiram, một thi thể được tìm thấy trên đường. Bệnh viện đối mặt tình trạng thiếu hụt nhiên liệu, các bác sĩ cũng dần rời đi. Bệnh viện từng có bốn bác sĩ phẫu thuật, hiện còn mình ông Faran. Không thể tiếp nhận hai bệnh nhân nặng cùng lúc, chúng tôi cũng chỉ còn có thể bám trụ 4 đến 5 ngày nữa với lượng khí đốt sẵn có. Phần lớn các bác sĩ ở bệnh viện Chebel Ama cũng rời đi khi vùng ngoại ô Tira bị ném bom dữ dội. Vụ không kích nhằm vào nơi chỉ vài tháng trước còn đông đúc người đi biển. Khu vực này có ít nhất 3 trại tị nạn Palestine, nhưng hầu hết đã di tản khi xung đột leo thang. Ali Safedin, lãnh đạo lực lượng phòng vệ dân sự Tira cho biết, ngay khi Israel mở chiến dịch không kích vào tháng trước, trụ sở đã nhận được cuộc gọi hiển thị số lạ từ Đan Mạch, thúc giục các nhân viên lập tức rời tòa nhà. Các nhân viên ngủ trên phố vài ngày trước khi quân đội Liên bang sắp xếp cho họ một không gian bên kia đường. Ngay cả khi đường phố vắng lặng, họ vẫn điều lực lượng đến hiện trường 4 đến 5 vụ không kích mỗi ngày để cứu hộ, có ngày lên tới 10 vụ. Nhưng giờ tình hình cực kỳ nguy hiểm. Đội cứu thương và cứu hỏa phải đợi 15 đến 20 phút trước khi phản ứng tại các điểm bị Israel dội bom, phòng trường hợp họ lại tung thêm đòn tấn công vào cùng địa điểm. Điều đã nhiều lần xảy ra, Savadin nói, Gia đình ông đã di tản đến Beirut. Nhiệm vụ ngày 13 tháng 10 của lực lượng là tiếp tục nỗ lực cứu hộ tại tòa nhà bị dội bom cạnh phòng cấp cứu Bệnh viện Hiram. Thi thể của một người vẫn còn bên trong, nhiều ngày sau cuộc không kích. Thị trưởng Durbuk nghe nói về một số người đang phải quay lại những vùng nguy hiểm sau khi hết tiền thuê nhà tại những nơi an toàn hơn. Ông đề cập một gia đình rời Tire để đến Beirut, sau đó thiện mạng trong một cuộc không kích ở thủ đô vào tuần trước. Không nơi nào ở Liban an toàn, ông nói. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất từ Cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine Serhiy Leschenko, Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Quốc hội Ukraine vượt khớp rada vào ngày 16 tháng 10 tới. Dự kiến trong bài phát biểu này, ông Zelensky sẽ trình bày kế hoạch chiến thắng của Ukraine trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Liên bang Nga. Trước đó, nhiều quan chức cấp cao của Ukraine đã xác nhận rằng việc công bố kế hoạch này sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới. Ông Leschenko nhấn mạnh rằng hiện tại chỉ có một lý do duy nhất cho chuyến thăm đột xuất của Tổng thống tới Quốc hội, đó là để trình bày công khai kế hoạch này. Đại sứ Ukraine tại Đức Oleksiy Makiev đã tuyên bố trên kênh truyền hình ZDF của Đức rằng Ukraine sẽ công bố kế hoạch chiến thắng trong những ngày tới. Văn kiện này được phát triển bởi nhóm cố vấn thân cận của Tổng thống Zelensky, bao gồm nhiều bước đi ngoại giao, kinh tế và quân sự nhằm mục đích buộc Nga phải chấp nhận hòa bình. Cố vấn văn phòng tổng thống Mikhail Podolyak đã tiết lộ một số nét chính của kế hoạch này. Ông cho biết, Kyiv đang yêu cầu được cung cấp thêm hỏa tiễn đạn đạo ATACMS của Mỹ và hỏa tiễn hành trình Storm Shadow của châu Âu. Ngoài ra, Ukraine cũng đề xuất khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Đáng chú ý, tháng 9 vừa qua, Tổng thống Zelensky đã chia sẻ kế hoạch chiến thắng này với Tổng thống Mỹ đương nhiệm, cũng như cả hai ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ. Việc công bố kế hoạch chiến thắng này được xem là một bước đi quan trọng của Ukraine trong nỗ lực giành lại các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng và chấm dứt cuộc xâm lược. Kế hoạch này có thể sẽ có tác động lớn đến diễn biến cuộc chiến trong thời gian tới đối với Ukraine. Giới quan sát quốc tế đang rất quan tâm đến nội dung chi tiết của kế hoạch chiến thắng, đặc biệt là các biện pháp cụ thể mà Ukraine dự định thực hiện để đạt được mục tiêu của mình. Việc công bố kế hoạch này cũng có thể là một động thái nhằm gây áp lực lên Nga, đồng thời thể hiện quyết tâm của Ukraine trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình. Bên cạnh đó, Israel được cho là đã tăng cường các hoạt động quân sự nhắm vào các nhân vật chủ chốt của tổ chức Hezbollah tại Lebanon. Chiến lược này đánh dấu một bước leo thang quan trọng trong cách tiếp cận của Israel đối với mối đe dọa từ Hezbollah. Theo thông tin từ lực lượng phòng vệ Israel IDF, một cuộc không kích gần đây đã tiêu diệt thành công Muhammad Kamel Naim, người đứng đầu bộ phận hỏa tiễn chống tăng của lực lượng tinh nhuệ Radwan thuộc Hezbollah. Cuộc tấn công này diễn ra tại Nabatieh, một khu vực ở miền Nam Liban. IDF khẳng định Naim chịu trách nhiệm trực tiếp về các vụ phóng hỏa tiễn chống tăng vào lãnh thổ Israel, gây ra mối đe dọa đáng kể đối với an ninh biên giới của quốc gia Do Thái. Để chứng minh cho tuyên bố của mình, IDF đã công bố đoạn video ghi lại cuộc tấn công nhắm vào Naim. Việc công khai hóa bằng chứng này không chỉ nhằm xác nhận thành công của chiến dịch, mà còn thể hiện quyết tâm của Quy Israel trong việc loại bỏ các mối đe dọa từ Hezbollah. Trong một diễn biến liên quan, Israel được cho là đã mở rộng phạm vi hoạt động quân sự của mình tới khu vực Aito ở phía bắc Lebanon. Đây là lần đầu tiên khu vực này vốn có đa số dân cư theo đạo Thiên Chúa bị nhắm mục tiêu kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu cách đây một năm. Các nguồn tin địa phương và hãng truyền thông Liên bang cho biết, mục tiêu của cuộc tấn công này có thể là một thủ lĩnh cấp cao khác của Hezbollah. May Ayadin, một kênh truyền thông có liên kết với Hezbollah, đã xác nhận có thương vong trong vụ tấn công tại Aito, sử dụng thuật ngữ tử sĩ để mô tả các nạn nhân. Tuy nhiên, danh tính và cấp bậc cụ thể của các nạn nhân chưa được tiết lộ. Chiến lược nhắm vào các lãnh đạo cấp cao của Hezbollah thể hiện một sự thay đổi quan trọng trong cách tiếp cận của Israel. Bằng cách loại bỏ những nhân vật chủ chốt, Israel hy vọng sẽ làm suy yếu cơ cấu chỉ huy và khả năng hoạt động của tổ chức này. Trước đó, Hezbollah đã phóng nhiều hỏa tiễn vào khu vực phía Bắc và miền Trung Israel. Mặc dù một số hỏa tiễn đã bị đánh chặn và số khác rơi xuống các khu vực trống, nhưng sự kiện này cho thấy tổ chức vẫn duy trì được khả năng tấn công đáng kể. Để đáp trả, không quân Israel IAF đã tấn công các bệ phóng được sử dụng trong vụ phóng hỏa tiễn này nhằm hạn chế khả năng tấn công trong tương lai của Hezbollah. Thưa quý vị, trong 24 giờ qua, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã tiến hành một loạt các hoạt động quân sự quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah và Hamas. Theo thông báo chính thức từ IDF, các cuộc tấn công này đã khiến hàng chục tay súng Hezbollah thiệt mạng trong các cuộc giao tranh trực tiếp và không kích. Không quân Israel IAF đóng vai trò chủ chốt trong chiến dịch này, thực hiện tổng cộng 200 cuộc không kích trong vòng 24 giờ qua. Các mục tiêu bị tấn công bao gồm các bệ phóng rocket, vị trí hỏa tiện chống tăng, các tiền đồn quân sự và kho vũ khí của đối phương. Điều này cho thấy chiến lược của Israel nhằm làm suy yếu khả năng tác chiến và hậu cần của các lực lượng đối địch. Trên mặt đất, ba sư đoàn chính của IDF, sư đoàn 162, sư đoàn 252 và sư đoàn Gaza đã tham gia vào các cuộc giao tranh ác liệt với các phần tử khủng bố tại giải Gaza. Các cuộc đụng độ này diễn ra trong không gian hẹp đã hỏi kỹ năng chiến đấu cận chiến cao độ của binh sĩ Israel sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng mặt đất và không quân đã được thể hiện rõ trong một vụ tấn công cụ thể khi một đơn vị của sư đoàn gaza bị một nhóm hamas tấn công bằng hóa tiễn chống tăng phản ứng nhanh chóng lực lượng israel đã gọi hỗ trợ không kích loại bỏ thành công nhóm tay súng hamas mặc dù idf không tiết lộ địa điểm cụ thể của các cuộc giao tranh nhưng quy mô và cường độ của các hoạt động quân sự cho thấy tình hình căng thẳng đang leo thang trong khu vực điều này càng được khẳng định khi một loạt rocket được phóng vào miền trung israel kích hoạt hệ thống cảnh báo tại các khu vực netanya và wadi ara tuy nhiên idf tuyên bố đã chặn đứng thành công tất cả các rocket trong đợt tấn công này thể hiện hiệu quả của hệ thống phòng thủ hỏa tiễn của israel Đáng chú ý là không có báo cáo về thương vong trong cuộc tấn công rocket này, điều này có thể được xem là một thành công của hệ thống phòng thủ và cảnh báo sớm của Israel. Tuy nhiên, sự kiện này cũng nhấn mạnh mối đe dọa liên tục mà dân thường Israel phải đối mặt trong bối cảnh xung đột hiện nay. Những diễn biến gần đây phản ánh tình hình căng thẳng đang tiếp tục leo thang trong khu vực. Việc Israel tăng cường các hoạt động quân sự nhằm vào Hezbollah và Hamas cho thấy quyết tâm của quốc gia này trong việc đối phó với các mối đe dọa an ninh. Tuy nhiên, điều này cũng làm dấy lên lo ngại về khả năng xung đột có thể lan rộng và kéo dài, ảnh hưởng đến ổn định của toàn bộ khu vực Trung Đông. Trong diễn biến mới nhất của cuộc xung đột israel hezbollah Israel đã mở rộng phạm vi mục tiêu tấn công tại Liban vào ngày thứ Hai, gây ra thương vong đáng kể cho dân thường và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Theo báo cáo từ các quan chức y tế, ít nhất 21 người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào thị trấn Aito, một khu vực có đa số dân cư theo đạo thiên chúa giáo ở miền Bắc Liban. Thị trưởng Joseph Trat của Aito cho biết, cuộc tấn công nhắm vào một ngôi nhà đang được cho thuê bởi các gia đình di tản. Bộ Y tế Liban cũng xác nhận có thêm 8 người bị thương trong vụ việc này. Hiện trường sau cuộc tấn công cho thấy cảnh tượng đổ nát với các đống đổ nát, xe cộ và cây cối bị cháy rụi, nằm trải rác khắp nơi. Đồng thời, Israel đã ra lệnh di tản cho cư dân của 25 ngôi nhà ở miền Nam Liban, yêu cầu họ di chuyển về phía bắc sông Awali, cách biên giới Israel khoảng 60 km. Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong chuyến thăm một căn cứ quân sự ở miền trung Israel, nơi bốn binh sĩ đã thiệt mạng vào Chủ nhật do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah, tuyên bố Israel sẽ tiếp tục tấn công Hezbollah không thương tiếc ở khắp mọi nơi Liban, bao gồm cả Beirut tình hình căng thẳng đã buộc nhiều người dân Liban phải di tản. Tại cửa khẩu biên giới Masna với Syria, nhiều gia đình như của cặp vợ chồng Jalan, Fahad và Aman Tafayali cùng năm con của họ đang cố gắng rời khỏi đất nước. Jalan Fahad, 40 tuổi, đến từ Babek, một thành trì của Hezbollah ở miền đông Liban, chia sẻ. Các cuộc tấn công và phá hủy trong khu vực của chúng tôi và họ, lực lượng Israel, đã tấn công gần nhà tôi. Tôi có con cái, không thể cứ ở lại nơi nguy hiểm được. Trong khi đó, tại miền trung Israel, người dân đã phải nhanh chóng tìm nơi trú ẩn khi còi báo động vang lên. Quân đội Israel cho biết đã chặn được ba vật thể bay từ Liban vào lãnh thổ Israel. Theo thông báo của quân đội Israel, khoảng 115 vật thể đã được Hezbollah bắn từ Liban vào Israel trong ngày thứ hai. Cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah đã bùng phát trở lại từ một năm trước, khi Hezbollah bắt đầu bắn rocket vào Israel để ủng hộ các tay súng Palestine Hamas khi cuộc chiến ở Gaza nổ ra. Tình hình đã leo thang nghiêm trọng trong những tuần gần đây. Theo số liệu của chính phủ Liban, các cuộc tấn công của Israel đã khiến ít nhất 2.309 người thiệt mạng tại Liban trong năm qua, với phần lớn số người chết xảy ra kể từ cuối tháng 9 khi Israel mở rộng chiến dịch quân sự. Israel khẳng định rằng các hoạt động quân sự của họ tại Lebanon nhằm mục đích bảo đảm sự trở về an toàn của hàng chục ngàn người đã phải di tản khỏi nhà cửa ở miền Bắc Israel. Tuy nhiên, tình hình ngày càng căng thẳng giữa Israel và lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc UNIFIL tại khu vực. Liên hợp quốc đã tố cáo rằng xe tăng Israel đã xông vào căn cứ của họ vào ngày chủ nhật. Thủ tướng Netanyahu đã bác bỏ cáo buộc rằng quân đội Israel cố tình gây hại cho lực lượng gìn giữ hòa bình UNIFIL, gọi đó là hoàn toàn sai sự thật. Ông nhấn mạnh rằng Israel có quyền tự vệ chống lại Hezbollah và sẽ tiếp tục làm như vậy. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, cộng đồng quốc tế đang theo dõi sát sao tình hình, lo ngại về khả năng xung đột có thể lan rộng trong khu vực. Hoa Kỳ đã thông báo sẽ gửi quân đội và hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến đến Israel, đồng thời khuyến cáo công dân Mỹ tại Liban rời khỏi đất nước ngay lập tức. Tạm rời chiến sự Nga-Ukraine để đến với mặt trận Trung Đông, trong những diễn biến mới nhất của cuộc chiến Israel-Hamas, lực lượng quân đội Israel đã tăng cường áp lực quân sự tại khu vực phía bắc giải Gaza, đặc biệt là tại trại tị nạn Jabalia. Theo báo cáo từ các nhân viên y tế Palestine, ít nhất 10 người đã thiệt mạng khi đang xếp hàng chờ nhận thực phẩm do các cuộc tấn công của Israel. Quân đội Israel cũng đã yêu cầu người dân di tản khỏi khu vực này trong khi họ tiến hành chiến dịch chống lại các tay súng Hamas. Trại tị nạn Jabalia, một trong 8 trại tị nạn lịch sử tại giải Gaza, đã trở thành tâm điểm của chiến dịch quân sự Israel trong khoảng 10 ngày qua. Quân đội Israel hiện đã bao vây trại và điều động xe tăng vào các thị trấn lân cận Bethlehia và Beth Hanun với mục tiêu công bố là loại bỏ các phần tử Hamas đang cố gắng tập hợp lại tại đây. Tình hình tại Jabalia ngày càng trở nên căng thẳng khi người dân bị kẹt giữa yêu cầu di chuyển về phía nam của Israel và lời kêu gọi không rời đi của Hamas với lý do quá nguy hiểm. Mà qua, một người dân 26 tuổi đã phải di tản cùng gia đình đến một trường học ở thành phố Gaza, chia sẻ. Chúng tôi đã bị tấn công liên tục từ trên không và trên mặt đất suốt một tuần qua. Họ muốn chúng tôi rời đi, họ muốn trừng phạt chúng tôi vì đã từ chối rời bỏ nhà cửa. Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã bày tỏ lo ngại rằng quân đội Israel dường như đang cắt đứt hoàn toàn khu vực Bắc Gaza khỏi phần còn lại của giải Gaza. Họ cảnh báo rằng việc tách biệt khu vực phía Bắc và liên tục kêu gọi người dân Palestine rời khỏi đó có thể dẫn đến nguy cơ di dời cưỡng bức dân thường trên quy mô lớn. Trong khi đó, các quan chức Israel khẳng định rằng các lệnh di tản nhằm mục đích tách biệt các phần tử Hamas khỏi dân thường và phủ nhận bất kỳ kế hoạch có hệ thống nào nhằm di dời dân thường ra khỏi Jabalia hoặc các khu vực phía Bắc khác tình hình nhân đạo tại Gaza đang ngày càng trở nên tồi tệ. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, có hơn 50.000 người đã phải di dời khỏi Jabalia, trong khi các giếng nước, lò bánh, điểm y tế và nơi trú ẩn đã bị đóng cửa. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án mức độ thương vong dân sự ở miền Bắc Gaza. Mối lo ngại về việc Israel có thể có ý định làm trống rỗng các khu vực phía Bắc đã gia tăng sau khi một đề xuất từ các cựu tướng lĩnh Israel được đưa ra. Đề xuất này kêu gọi làm sạch dân thường khỏi Bắc Gaza và bao vây các tay súng còn lại cho đến khi họ đầu hàng. Tuy nhiên, quân đội Israel đã phủ nhận những ý định như vậy. Thưa quý vị, liên quan đến vụ một người bị bắt vì mang súng đến gần sự kiện của ông Trump tại California, ông ta khẳng định rằng mình ủng hộ cựu tổng thống không có âm mưu ám sát. Vem Mueller, người đàn ông 49 tuổi bị bắt vì mang súng đến gần sự kiện vận động tranh cử của ứng viên đảng Cộng hòa ở Coachella thuộc bang California, phủ nhận tin đồn âm mưu ám sát cựu tổng thống khi trả lời phỏng vấn Fox News qua điện thoại ngày 13 tháng 10. Mueller, người cư trú tại Nevada trước đó bị bắt với cáo buộc vi phạm luật sở hữu súng ở bang California, dự kiến hầu tòa ngày 2 tháng 1 năm 2025, nhưng được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 5.000 mỹ kim và hiện chưa có cáo buộc cấp liên bang nào được đưa ra tôi luôn để súng ở phía sau xe mỗi khi đi đường. Mueller giải thích, nói thêm rằng mình mua súng vì từng bị dọa giết. Nhưng cả đời tôi chưa bao giờ khai hỏa bất kỳ khẩu súng nào. Tôi không biết gì về súng ống và thật ra chỉ là tay mơ. Khi Mueller bị bắt ở chốt kiểm soát gần sự kiện vận động tranh cử của ông Trump vào ngày 12 tháng 10, cảnh sát phát hiện một khẩu súng săn và một khẩu súng ngắn đã lên đạn cùng hộp tiếp đạn cỡ lớn trên xe. Mueller còn mang theo nhiều hộ chiếu, bằng lái xe và giấy tờ tùy thân với tên khác nhau. Chiếc xe ông này sử dụng cũng chưa được đăng ký. Ông khai với cảnh sát rằng mình đến sự kiện của ông Trump với tư cách nhà báo, nhưng thực tế không có tên trong danh sách tác nghiệp của báo chí. Sau khi Mueller bị bắt, Chad Bianco, cảnh sát trưởng hạt Riverside, nói với báo chí rằng lực lượng an ninh ở Coachella có lẽ đã chặn đứng một âm mưu ám sát khác nhắm vào cựu tổng thống đống Trump. Chiến dịch tranh cử của ông Trump đang yêu cầu tăng cường bảo vệ ông trước ngày bầu cử, sau khi cựu tổng thống Mỹ đã trải qua hai âm mưu ám sát vào tháng 7 ở Pennsylvania và tháng 9 tại Florida. Tuy nhiên, Mueller bác bỏ cáo buộc từ cảnh sát trưởng Bianco khẳng định mình ủng hộ ông Trump 100%. Mueller nói mình trở thành fan cứng của ông Trump từ năm 2018, dù trước đó luôn ủng hộ đảng Dân Chủ và từng tin rằng ông Barack Obama có thể giải cứu đất nước khỏi những cuộc chiến. Tôi ngưỡng mộ Trump sâu sắc, Mueller nói, ca ngợi cựu tổng thống Mỹ là hiện thân của quyền tự do ngôn luận và dám dũng cảm đối đầu với các nhóm lợi ích truyền thông. Mueller phủ nhận thông tin ông sở hữu hộ chiếu mang danh tính giả. Ông tiết lộ mình là công dân Mỹ gốc Armenia, nên có một số giấy tờ mang đầy đủ tên họ theo tiếng Armenia và một số giấy tờ mang tên tiếng Anh. Sở cảnh sát hạt Riverside và ông Trump chưa bình luận về tuyên bố của Mueller. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gần đây đã trao đổi với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden về kế hoạch tấn công Iran của Israel, tờ Washington Post đưa tin, trích dẫn lời từ hai quan chức nắm rõ tình hình. Theo thông tin này, Netanyahu khẳng định rằng Israel sẵn sàng tấn công các mục tiêu quân sự của Iran, chứ không phải các cơ sở hạt nhân hay dầu mỏ. Cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra sau vụ tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo vào ngày 1 tháng 10 mà Israel cho rằng Iran đứng sau mặc dù Hoa Kỳ đã cố gắng kiềm chế sự trả đũa của Israel, Netanyahu vẫn quyết định rằng hành động trả đũa là cần thiết. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng mục tiêu của Israel sẽ chỉ tập trung vào các mục tiêu quân sự nhằm giảm thiểu nguy cơ gây ra những hậu quả kinh tế không mong muốn, chẳng hạn như việc tăng giá dầu toàn cầu. Một trong những yếu tố quan trọng khiến Netanyahu đưa ra quyết định này là bối cảnh chính trị tại Hoa Kỳ. Một quan chức giấu tên nói rằng, Thủ tướng Israel đã đồng ý điều chỉnh chiến lược của mình để tránh ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ sắp tới. Đặc biệt, một cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của Iran có thể đẩy giá dầu lên cao, làm tăng giá xăng dầu tại Hoa Kỳ. Cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ dự kiến diễn ra vào ngày 5 tháng 11, và theo nguồn tin, Netanyahu muốn bảo đảm rằng cuộc tấn công trả đũa của Israel sẽ diễn ra trước thời điểm này. Điều này nhằm tránh tạo cảm giác rằng Israel đang yếu thế trong mắt quốc tế nếu hành động trả đũa bị trì hoãn. Sự quyết tâm của Netanyahu cho thấy Israel không sẵn lòng để vụ tấn công hỏa tiễn đạn đạo quy răng qua đi mà không có phản ứng, nhưng đồng thời cũng nỗ lực để giữ cho hành động của mình không gây ra những hậu quả không mong muốn về mặt chính trị và kinh tế đối với đồng minh Hoa Kỳ. Trong một diễn biến khác, các ngoại trưởng Liên minh châu Âu EU ngày 14 tháng 10 thông báo phê chuẩn lệnh trừng phạt đối với 7 thực thể, trong đó có hãng hàng không Iran Air và 7 cá nhân Iran, trong đó có Thứ trưởng Quốc phòng Sayed Hamed Galandari và các quan chức cấp cao lực lượng đặc nhiệm Kurs thuộc về bên cách mạng Hồi giáo Iran IRTC. Mỹ cùng các cường quốc hàng đầu châu Âu là Anh, Pháp và Đức đã áp đặt các lệnh trừng phạt tương tự hồi tháng trước với cáo buộc Iran chuyển giao hỏa tiễn cho Nga chủ tịch ủy ban châu ursula von der leyen hoan nghênh việc toàn bộ khối áp dụng lệnh trừng phạt iran thêm rằng cần phải có nhiều biện pháp trừng phạt hơn nữa việc chính quyền iran ủng hộ cuộc chiến xâm lược của nga ở ukraine là không thể chấp nhận được và phải chấm dứt bà viết trên mạng xã hội x Hai hãng hàng không khác của Iran là Saha Airlines và Mahan Air cũng bị EU áp lệnh trừng phạt, trong khi hai công ty khác bị cáo buộc chuyển giao và cung cấp máy bay không người lái UAV do Iran sản xuất cùng các bộ phận và công nghệ liên quan cho Nga thông qua mạng lưới xuyên quốc gia. Các lệnh trừng phạt cũng nhắm vào hai công ty tham gia sản xuất nhiên liệu dùng để phóng hỏa tiễn và rocket. Những cá nhân và thực thể có tên trong danh sách trừng phạt sẽ bị đóng băng tài sản và bị cấm đi lại tới EU. Iran chưa bình luận về lệnh trừng phạt mới của EU. Iran lâu nay vẫn bác bỏ cáo buộc của phương Tây rằng nước này chuyển hỏa tiễn cho Nga để sử dụng ở Ukraine. Tehran cho biết, hợp tác chiến lược của họ với Moscow không liên quan đến chiến sự ở Ukraine. Họ khẳng định việc cung cấp viện trợ quân sự cho các bên tham chiến là vô nhân đạo. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông, Iran đã chính thức lên tiếng phủ nhận mọi liên quan đến cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas vào Israel, bất chấp những tiết lộ mới về sự hợp tác giữa các bên. Tuyên bố này được đưa ra sau khi các tài liệu được tìm thấy tại Khan Yunis vào tháng 1 đã hé lộ chi tiết về việc Hamas liên lạc với Hezbollah và Iran trong quá trình lên kế hoạch cho cuộc tấn công. Theo báo cáo từ The New York Times và Washington Post, các tài liệu này đã mô tả cụ thể cách thức Hamas tiếp cận Hezbollah và Iran như một phần trong kế hoạch cho cuộc tấn công 7 tháng 10. Kể từ sau sự kiện này, Iran đã liên tục cố gắng tạo ấn tượng rằng họ không hề biết trước về cuộc tấn công. Tuy nhiên, phản ứng của Tehran sau vụ thảm sát không hề ủng hộ tuyên bố vô can của họ. Iran đã khuyến khích Hezbollah tiến hành các cuộc tấn công trên không vào ngày 8 tháng 10, đồng thời huy động lực lượng Houthi tấn công Israel và các tuyến đường hàng hải ở Biển Đỏ. Ngoài ra, họ cũng đã huy động các nhóm dân quân ở Iraq và Syria tấn công lực lượng Hoa Kỳ và Israel. Trước áp lực ngày càng tăng, phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc đã đưa ra một tuyên bố chính thức bác bỏ mọi cáo buộc liên kết chiến dịch bảo Al-Assad do Hamas lãnh đạo với Cộng hòa Hồi giáo Iran khẳng định rằng bất kỳ tuyên bố nào như vậy đều không có độ tin cậy và dựa trên các tài liệu bị bịa đặt. Iran cũng muốn bảo đảm rằng hình ảnh của Qatar, một đồng minh của họ cũng không bị ảnh hưởng, mặc dù Qatar đang là nơi cư trú của các lãnh đạo Hamas. Đặc biệt, Iran đã bác bỏ những tuyên bố về việc Hamas yêu cầu 500 triệu Mỹ Kim từ họ. Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, trong khi các quan chức hamas ở doha đã tự khẳng định rằng họ cũng không hề biết trước về chiến dịch và tất cả việc lập kế hoạch ra quyết định và chỉ đạo đều do cánh quân sự của hamas tại gaza thực hiện độc lập bất kỳ tuyên bố nào cố gắng liên kết điều này với iran hoặc hezbollah dù một phần hay toàn bộ đều không có cơ sở và xuất phát từ các tài liệu bị bịa đặt phản ứng mạnh mẽ của iran cho thấy tehran đang lo ngại trước những báo cáo này và muốn tỏ ra hành động chống lại chúng hãng thông tấn IRNA đưa tin rằng phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc đã đưa ra tuyên bố phản hồi một tài liệu được cho là của Israel cho thấy Hamas yêu cầu 500 triệu Mỹ Kim từ Iran mà theo báo chí, Tehran đã không có phản hồi nào. Phái đoàn Iran tuyên bố, chúng tôi coi Israel là một chế độ tội phạm chống lại nhân loại và dối trá và chúng tôi không tin vào bất kỳ ảo tưởng nào của họ. Israel có một lịch sử lâu dài về việc lan truyền những lời nói dối, tài liệu giả mạo và các chiến dịch tâm lý lừa đảo. Kể từ chiến dịch bảo Alaska, tiếp theo là cuộc chiến của Israel ở Gaza, Iran đã nhiều lần khẳng định rằng họ không hề biết trước về chiến dịch và gọi đó là một chiến dịch hoàn toàn của Palestine. Kính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị đã lựa chọn The Sun Post là nơi để cập nhật tin tức nhanh chóng và chân thực. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an. Thảo Vi xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.